Sau khi tập thể dục xong, bây giờ Nga sẽ dẫn các anh chị và các bạn đến tham quan khu vực đường Thành Thái nối dài, vì khu vực này là điểm ăn uống và cái ẩm thực của Sài Gòn tập trung ở khu vực này rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ khởi hành. Bây giờ Nga cho các anh chị xem được đây là quang cảnh của đường Thành Thái, đoạn đường 3 tháng 2. Đây là giao nhau giữa đường 3 tháng 2 và đường Thành Thái, đường Nguyễn Duy Phương. Có nghĩa là đường Nguyễn Duy Phương lúc trước thì mình đoạn nguyên đoạn đường này người ta gọi là đường Nguyễn Duy Phương, nhưng mà sau này người ta đổi lại mang hai tên đường. Và cái trục đường này lúc nào cũng nhộn nhịp. Và Nga sẽ dẫn các anh chị đi tham quan luôn cả cái đoạn đường phía dưới của Thành Thái, đó là đoạn giữa Tô Hiến Thành và đường Bắc Hải. Vì nơi đây có một cái khu đường hoa, và đặc biệt là vào những ngày khách sắp Tết đến bến thì lượng hoa được đổ xô về khu này rất nhiều. Nhưng mình không rõ là hôm nay, cái đêm nay thì hoa có về hay không, nên mình cũng khám phá cái khu này về đêm và coi nó như thế nào để mà mình có lịch trình những ngày sắp tới đến đây để mà mua hoa. Đoạn từ Nguyễn Duy Phương cho đến đường Tô Hiến Thành thì đoạn đường này chủ yếu là tập trung về ăn uống. Và có trên đoạn đường này thì có hai trường học, đó là trường Nguyễn Khuyến và trường Diên Hồng. Và ngày hôm nay chính là ngày mà các em tổ chức lễ hội mừng xuân. Và sau cái ngày hôm nay thì các em sẽ nghỉ Tết khoảng 14 ngày. Các anh chị thấy đấy, đường xá thì rất là nhộn nhịp. Và hai bên đoạn đường này luôn luôn có những hàng quán, từ những cái quán sang trọng cho đến những quán bình dân, và có những quán ở vỉa hè. Và các anh chị muốn ăn bất cứ món nào thì đều có tại nơi đây. Và sắp tới thì Nga cũng sẽ đi ăn những cái món tại những quán này, ví dụ như món bún đậu mắm tôm hành, món bánh canh chảng bàng, vì lâu quá thì mình cũng chưa ăn, và mình sẽ rủ các bạn mình đi chung. Đây là một cái quán vỉa hè mà bán nước rất là đông về đêm, nằm gần đường Tô Hiến Thành. Đây là ngã tư giữa Tô Hiến Thành và đường Thành Thái. Các anh chị thấy đấy, lưu lượng xe vào đoạn đường này những ngày này đông thiệt là đông. Như ngày thường thì đoạn đường này cũng không đông mấy. Và Nga sẽ đi băng qua bên kia. Bên kia đường đó chính là đoạn đường Thành Thái và giữa Tô Hiến Thành và đường Bắc Hải. Đoạn đó là đoạn có bán cây cảnh rất nhiều. Và ngày Tết thì các vùng miền, nhất là ở vùng miền Tây, sẽ đổ xô cây cảnh lên đây để mà bán ở hai bên vỉa hè. Bây giờ mình sẽ đi xem coi là hoa đã về chưa. À, Nga thấy rồi, ở đây bắt đầu có một cái lượng, một số cây mai kiển thôi, cũng không nhiều. Và những cái cây này tương đối, và những cây mai kiển khác nhỏ hơn có thể để trong phòng khách. Đây các anh chị thấy là họ uống những cái cây mai này theo hình dáng của bonsai. Và để lát hồi Nga sẽ gặp và hỏi một số anh chị mà bán mai thì coi giá mai năm nay tầm khoảng bao nhiêu. Trước mặt các anh chị là khu vực bán về các loại lan, và nó nằm ngay kế bên trường Nguyễn Du. Và cái shop này mới vừa được bán, vì những cái ngày trước đó thì Nga không thấy, và chắc là người ta thuê ở khu vực này luôn á. Nga thấy là lượng khách đến cũng đông, nhưng mà người ta chưa có mua, chủ yếu là người ta dò giá trước cái cả đã. Và chị thấy là đường xá khúc này rất là đông. Tại vì sao nó đông? Tại vì khu vực này bên cạnh những cái cửa hàng hoa cảnh thì cái những cái cửa hàng ăn uống mọc san sát với nhau, nào là quán ốc, rồi quán thịt dê, rồi các nhà hàng, rồi các quán mà kể như giống như là làng nướng Nam Bộ, gồm có bia,
làm bistro và những cái khu tiệc cưới. À, các anh chị thấy Nga đi ngang qua một cái quầy bán hoặc đồ kiểng, các anh chị thấy là những cái cây kiểng đây nó rất là lạ. Năm nay họ lại làm luôn cả các cây kiểng bằng chùm nho, rồi quýt, rồi là tắc. Và Nga có dò giá hỏi thử thì Nga thấy là cái cây mà anh chị thấy là cái cây nho đó thì giá của nó tầm khoảng 3 triệu. Một cái cây như thế tầm khoảng 3 triệu. Dòm thì đẹp, cái hình dáng tao nhã. Nhưng mà Nga không biết là cái nho này chủ yếu là mình chỉ để chưng, còn mà để sau này sau chưng không biết có ăn uống được gì không thì mình cũng không rõ. Nhưng có những cây quýt người ta cũng để kiển, và năm nay chủ yếu là có mới lạ hơn là có nho và quầy lan. Những chậu lan đây đầy đủ màu sắc. Và khu vực Thành Thái này là nổi tiếng là cái khu mà về lan là chính. Tại vì Nga thấy có rất nhiều cửa hàng lan. Và không, ở đây chỉ là phần phía ngoài đâu thôi, họ còn cái phần phía tuốt phía trong nữa. Tại cái khu vực này hiện giờ là khu vực đất trống, và nhà nước đang cho những cái khu vực các tư nhân để bán, trong lúc mà sau này họ sẽ xây những cái building tại khu vực này. Sau khi khu vực mà Kingdom 101 xây xong, họ sẽ đồng thời tiến hành xây khu vực này luôn. Và đây sẽ trở thành một cái khu phức hợp sau này của quận 10. Ồ, Nga đi Nga mới phát hiện ra một cái loại cây mới đây. Chắc là không phải cây mới mà do mình không đó giờ không để ý. Cái cây này là cây, để Nga coi coi, cây kim ngân. Kim ngân lượng, à đúng rồi, Nga nhớ rồi, cây kim ngân lượng. Nga có hỏi người chủ thì họ bảo là một cái chậu kim ngân lượng á, mà như các anh chị thấy trước mặt này nè, gồm cả cây, cả chậu, cả đồ để cây luôn, thì giá nó tầm dao động khoảng 2 triệu rưỡi một chậu. Nhìn thì rất là lạ. Và hiện giờ thì có một quầy duy nhất Nga thấy là có bán cúc là chính, và cái lượng cúc đang về. Những cô chú, những anh chị ở đây và các mà có một bé nhỏ đang phụ ba mẹ để mà khiêng những chậu cúc vào để chuẩn bị cho những ngày sắp tới bán. Và khi Nga đứng ở cái quầy này, đặc biệt một cái là cái mùi thơm của hoa cúc đó, nó rất là ngọt và nó cảm giác cái mũi mình rất dễ chịu. Khi mà mình đứng kế bên đây, mình lại liên tưởng đến phải chỉ có một cái ly nước sâm là sướng. Và kế tiếp thì Nga đi dọc theo ngang cái chỗ bán những cái đồ vật dụng về hình con này con kia, hay là hình những cái chậu hoa. Nhưng mà Nga không có quay kỹ hơn, tại vì khi mà Nga đi đến đây thì Nga sẽ thấy một cái bảng là $1 Thế Nga mới tò mò hỏi cái người bán, vậy bây giờ tôi muốn mua cái con này thì bao nhiêu? Thì họ nói là 60.000, thì Nga thấy là cũng tương đương với $3. Và 60.000 thì mình khỏi mãi mà mình chỉ là quay thôi. Đây, đây là đoạn gần chó cuối của đường Bắc Hải, và những anh chàng này là ở trên Bình Dương, là mai trên Bình Dương. Và những cây mai của các anh này bán thì Nga hỏi là những cây mai này giá bán ra nhiêu, ra sao, và các anh cho biết là những cây mai này được trồng từ hộp lên chứ không có ghép, và các anh đã uốn nắn những cái cây mai này theo hình dáng. Và các anh chị cho cái việc mà khi mình bẻ cành nó, mình nắn nó thì trong một thời gian thì nó sẽ tạo ra hình dáng như thế. Và giá của những cái cây mai này thì cỡ tầm 1 triệu rưỡi cho đến 5 triệu. Và sau khi tham quan xong thì Nga đi ngược trở về khu Nguyễn Tri Phương. Và trên đoạn đường này cũng có mới hình thành một cái khu
tập thể dục mới. Và cái khu tập thể dục này cũng tương đối là cao cấp, nó chỉ sau cái Cali thôi, giá nó cũng gần xem. Và Nga đã đang tiến về, trở về nhà sau một buổi mà tập thể dục, và Nga đã dẫn các anh chị đi tham quan đoạn đường Thành Thái và đường Hoa. Cảm ơn tất cả anh chị đã theo dõi. Xin chào ạ.